Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay có những thông tin gì nổi bật, chúng ta hãy cùng cập nhật ngay sau đây. Trong bản tin thể thao nóng nhất 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin nóng sau đây. Kính thưa quý vị, Thái Lan khó giành quyền đăng cai vòng loại World Cup 2022 với UAE. Đại diện Liên đoàn bóng đá UAE tỏ ra tự tin trong việc sẽ giành được quyền đăng cai các trận đấu còn lại ở bảng G vòng loại World Cup 2022. UAE và Thái Lan đã nộp đơn xin đăng cai các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Malaysia và Indonesia cũng xác nhận là không có ý định làm chủ nhà các trận vòng loại. Ông Joseph Al Salawi, phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE và trưởng ban các đội tuyển quốc gia xác nhận đang hoàn tất hồ sơ gửi lên AFC. Trên The National, đại diện của Liên đoàn bóng đá UAE cũng tỏ ra vô cùng tự tin sẽ nhận được sự ủng hộ của AFC sở dĩ uae là lựa chọn thích hợp bởi quốc gia này có cơ sở hạ tầng thuộc loại tốt nhất châu á trong năm vừa qua uae vẫn có thể tổ chức nhiều sự kiện thể thao cũng như mời các đội tuyển quốc tế đá giao hữu uae có thể đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và đủ điều kiện để tổ chức mục tiêu lớn nhất của đội tuyển uae chính là giành ngôi đầu bảng g đang thuộc về đội tuyển việt nam kết thúc đợt hội quân ngắn ngày vừa qua theo kế hoạch uae sẽ có đợt tập trung vào tháng sau huấn luyện viên bớt van mowick chia sẻ chúng tôi đang làm việc để tăng cường sự gắn kết giữa các yếu tố khác nhau trong đội Tôi cần thời gian để tập luyện với các cầu thủ, vì vậy tôi hoàn toàn hài lòng với quá trình tập luyện ngắn này. Tôi hạnh phúc hơn với tinh thần mà các cầu thủ thể hiện và cuộc chiến để giành cơ hội đứng trong đội hình xuất phát. Đấy chính là tinh thần và ý chí mà chúng tôi muốn hướng đến trước khi các trận đấu trở lại. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với Malaysia. Chúng tôi cần hiểu nhau và làm quen với lối chơi cũng như cải thiện tinh thần để có kết quả tốt ở vòng loại. UAE tự tin biến khủng hoảng thành cơ hội lật đổ tuyển Việt Nam. Dù đang gặp rất nhiều bất lợi tại vòng loại World Cup 2022, nhưng giới truyền thông UAE tỏ ra rất lạc quan về khả năng chiếm lại ngôi đầu của đội nhà. Trang UAE Sports có bài đăng về việc thay đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, trong đó có nhận định rằng đây là cơ hội tốt cho đội tuyển UAE để lấy lại những gì đã mất, biến nguy cơ thành cơ hội. Lợi ích lớn nhất mà UAE nhận được là huấn luyện viên Bert van Meerwijk sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để chuẩn bị sau khi tái nhậm chức cách đây không lâu. Đội tuyển UAE đã thay đổi huấn luyện viên trưởng liên tục trong suốt thời gian vòng loại World Cup bị hoãn. Sau khi chia tay Bớt Van Mowick, vì thành tích 2 tháng 2 thua sau 4 trận đã đấu tại vòng loại World Cup, UAE bổ nhiệm Ivan Jovanovic người Serbia, nhưng chỉ với 104 ngày cầm quân, chưa đá trận nào, ông phải nhường ghế cho huấn luyện viên Luis Pinto. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Colombia cũng chỉ kịp có 3 trận giao hữu rồi mất ghế. Có thêm thời gian cùng những trận giao hữu, huấn luyện viên Bớt Van Mowick sẽ có thêm cơ hội thử nghiệm và đưa ra phương án tốt nhất. Bên cạnh đó, nhiều trụ cột của đội tuyển UAE thời điểm này cũng đang chấn thương hoặc có phong độ không tốt, đặc biệt là Omar Abdulrahman, người đã ngồi ngoài vì chấn thương hơn 6 tháng nay. Hiện tại thì UAE đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng với 6 điểm, thi đấu ít hơn các đội còn lại một trận. Nếu muốn giành ngôi đầu, họ phải toàn thắng và mong chờ 3 đội xếp trên liên tục sợi chân. Thầy Park lại trở thành vua khi tuyển Việt Nam được thi đấu tập trung. Thi đấu tập trung vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6 năm 2021, đội tuyển Việt Nam có những lợi thế và thách thức nhất định, nhưng thầy Park rất có tài điều binh khiển tướng ở những giải đấu được thi đấu tại một địa điểm cố định. Việc phải đá vòng loại World Cup theo hình thức tập trung vừa lạ mà lại vừa quen với đội tuyển Việt Nam. Lạ là ở chỗ, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho vòng loại World Cup không thể diễn ra theo từng đợt của FIFA Days như truyền thống. Nhưng lại quen ở chỗ, mô hình đá tập trung vừa được áp dụng cho vòng loại World Cup chẳng khác những giải đấu mà Việt Nam từng tham dự như là U23 châu Á, Asian Cup, ASEAN hay SEA Games là bao. Những giải đấu nói trên, dưới sự dẫn dắt của thầy Park, các đội tuyển Việt Nam U23 hay là U22 2 đều gặt hái những thành tích chói sáng. Ba yếu tố giúp cho ông Park thành công ở những giải đấu diễn ra với mật độ cao, ngắn ngày cùng với các đội Việt Nam chính là tính chuyên nghiệp từ cách nghiên cứu các đối thủ, lên kế hoạch về lực lượng, chiến thuật và cách đọc trận đấu cực kỳ xuất sắc. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có bước chuẩn bị kỹ càng trong việc tuyển chọn nhân sự, thiết bị tập luyện, điều kiện thi đấu. Điển hình như vòng chung kết U23 châu Á 2018, ông quyết định đưa Phan Văn Đức đi cùng U23 Việt Nam, một đột phá táo bạo về lực lượng và cầu thủ khoác áo Sông Lam Nghệ An đã chơi hay hơn mong đợi. Ở giải đấu này, có một câu chuyện bên lề tưởng nhỏ nhưng lại thể hiện cái tầm vóc lớn của thầy Park. Ông yêu cầu các cầu thủ phải sắm thêm một đôi giày đinh nhằm đối phó với điều kiện khí hậu và quả tình trong bối cảnh thời tiết tại Thường Châu Trung Quốc vô cùng khắc nghiệt, những thứ mà ông Park dặn dò đã tạo ra rất hiệu quả, giúp cho cầu thủ Việt Nam chống chọi lại sự nghịch cảnh khách quan. Hai tại SEA Games 30 năm 2019, Trọng Hoàng và Hùng Dũng là hai cầu thủ trên 22 tuổi được lựa chọn, một quyết định không thể tuyệt vời hơn và U22 cộng 2 Việt Nam đã xứng đáng đoạt huy chương vàng SEA Games đầu tiên sau 60 năm đằng đáng chờ đợi. Sự khôn ngoan của ông Park còn thể hiện ở chỗ là ông tính toán mục tiêu cụ thể cho từng trận đấu những tính toán phù hợp, sáng suốt. Đặc biệt là trong các trận đấu, những quyết định thay người của ông Park luôn mang đến hiệu quả thần kỳ. Ví dụ như tại tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2018 gặp Bahrain, việc đưa Văn Toàn vào sân đúng lúc đã giúp cho Olympic Việt Nam có chiến thắng quyết định 1-0 trong hiệp phụ. Việt Nam trở thành tứ đại anh hào sân chơi đẳng cấp châu lục. Với vòng loại World Cup 2022, sẽ không còn là những quãng thời gian dài với từng trận một để các đội tuyển chỉnh đốn lực lượng và toàn tính điểm số nữa. Với mật độ 3-4 ngày một trận, các đội tuyển phải ứng biến nhanh hơn, linh hoạt hơn, và Park Hang-seo là một người rất phù hợp với đội tuyển Việt Nam ở một mô hình giải thi đấu tập trung như thế này. Vì thế mới nói thầy Park lại có cơ hội trở thành vua khi mà tuyển Việt Nam được thi đấu tập trung. Tạm gạt đi câu chuyện thiệt hơn màu gờ sắc áo, có lẽ đã đến lúc tuyển Việt Nam nên mở rộng cánh cửa với cầu thủ nhập tịch. Vấn đề chỉ là mở cửa cho ai, dùng họ vào vị trí nào. Sử dụng cầu thủ nhập tịch đang là xu thế chung của toàn thế giới bóng đá, không chỉ những nước neo người như Singapore, Philippines mà ngay cả một cường quốc hàng đầu như Đức nhiều năm nay cũng sống chung với những ngôi sao gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan hay là Ghana. Một đội tuyển hợp Trung Quốc với nhiều màu da, sắc tộc và tôn giáo. Không sao cả, nếu nó làm cho chất lượng thi đấu tăng lên và lôi kéo được thêm khán giả đến sân. Đức chưa bao giờ thiếu tài năng bản xứ, nhưng họ cũng không từ chối những nguồn lực đến từ bên ngoài. Nhìn lại bóng đá Việt Nam, vấn đề lớn mà ai cũng nhìn thấy rõ là thiếu và yếu ở rất nhiều khâu, từ hình thể, tố chất đến khả năng lĩnh hội, tư duy, ý thức chuyên nghiệp hay là bản lĩnh trận mạc. U20 Việt Nam dự World Cup giống như một tia sáng lóe lên, nhưng chưa có gì đảm bảo rằng trong nhiều năm tới họ có thể trở thành thế hệ vàng giúp cả một nền bóng đá thoát khỏi ao tù. Lứa gà nòi nhà bầu Đức đã từng mang theo rất nhiều kỳ vọng vượt vũ môn, nhưng khi họ bước sang tuổi U23, dường như mọi thứ đều chững lại. Như chúng ta đã biết, thời gian qua huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề cập nhiều đến vấn đề thay đổi, nâng cấp lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh sơ đồ 343 đã bắt đầu bị lộ diện và bắt bài. Hơn lúc nào hết, huấn luyện viên người Hàn Quốc và đội tuyển Việt Nam cần phải tập trung tìm kiếm thêm những tiền đạo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang thiếu một trung phong đến mức phải gọi trở lại lão tướng Nguyễn Anh Đức, dù cầu thủ 35 tuổi này đã giã từ đội tuyển quốc gia. Việt Nam vẫn đang rất thiếu tiền đạo, hiện nay có công phượng, tiến linh và đức trinh. Tôi cũng đã thử nghiệm nhiều cầu thủ nội rồi mà vẫn chưa tìm ra được ai cả. Trên đây là một phần trong những phát biểu khá nhạy cảm của huấn luyện viên Park Hang Seo về vấn đề tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Đây không phải lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang Seo than phiền về vấn đề này. Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại vòng loại World Cup 2022 khi nắm trong tay rất nhiều lợi thế so với các đối thủ. Nếu ai đó muốn tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022 bằng con đường chính ngạch, người đó ắt phải có ý nghĩ cấp thời là cải thiện hàng tiền đạo. Một chân sút nhập tịch, chỉ một thôi cũng là vừa đủ cho mục tiêu này. Chúng ta không quá lo lắng về tuyến hậu vệ khi Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh hay một loạt mầm non U20 có thể cáng đáng những vị trí trọng yếu. Chúng ta cũng không cần tăng cường hàng tiền vệ bởi Tuấn Anh, Xuân Trường đang đứng đó bên cạnh những duy mạnh, huy hùng, thành trung hay là minh tuấn. Cái khô hạn, cái thiếu thốn chính là bàn thắng và người có tư chất để săn tìm bàn thắng. Buộc lòng người ta phải nhớ đến Đỗ Mê Lô hay là Hoàng Vũ Sam Sơn. Melo, tài năng thì không cần kiểm chứng, khó khăn của anh chỉ là chấn thương đã trở thành mãn tính trong khi samson cũng bắt đầu qua bên kia sườn dốc chưa kể tính khí ngang tàng của anh cũng là một điểm trừ nhưng bỏ qua những hạn chế đó chỉ tính riêng năng lực ghi bàn và chơi bóng độc lập cũng đủ để đỗ melo hay samson tạo ra sự khác biệt so với các tiền đạo nội cần họ tham gia vào lối chơi trung ư có lẽ chẳng nội binh nào so được với họ về tì đè sức dướn hay làm tường Đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển Việt Nam có thể sẽ là con đường phù hợp cho những mục tiêu lớn ngoài tầm Đông Nam Á. Nếu chúng ta thực sự muốn hướng về, vấn đề chỉ là làm sao để đưa đúng, đủ và hiệu quả. Bình luận về câu chuyện này, bình luận viên Quang Huy nêu rõ quan điểm. Tôi đồng tình sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển. Đây không phải lần đầu tiên tôi khẳng định như vậy về vấn đề này. Chúng ta từng có 4 đến 5 cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển, tuy nhiên có thể có mật lệnh nào đấy, mọi người nghĩ rằng mốc lớn nhất vô địch AFF Cup chúng ta đã làm được mà không cần sự giúp sức thì không cần cầu thủ nhập tịch nữa. Tuy nhiên các nước xung quanh làn sóng nhập tịch đổ xô mà chúng ta không nhập tịch thì rất lãng phí và có gì đó là không công bằng. Những cầu thủ có quốc tịch Việt Nam, có tâm huyết, thậm chí vợ con ở Việt Nam thì tại sao lại không cho họ cơ hội? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 24h TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 24h TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những bản tin tiếp theo.